Rồi nghị lực. Nghị lực mà nó đến từ bên trong chính mình, nó là cái mối. Còn nghị lực nó đến do lòng tham, do cái mong cầu đòi hỏi là đến từ cái gò má. Các bạn lưu ý nhé, đây. Gò má là lòng tham, là động lực đến từ bên ngoài. Bên ngoài có cái mồi gì đó nó thích nó mới làm. Còn cái mối của mình ấy, là nỗ lực, sự nỗ lực đến từ bên trong. Cái mối. Vậy các bạn để nghị lực, cái động lực của chúng ta đến từ nghị lực bên trong. Thì đầu tiên cái mối phải có uy lực, mối phải cao thẳng. Ánh mắt phải sáng. Mối cao mà ánh mắt mờ thì thằng này cố gắng, nhưng mà trên nền tảng nhìn nhận vấn đề mờ nhạt, cố gắng vô ích. Yeah. Nên mối cao thì ánh mắt cũng phải sáng và có uy. Ánh mắt nhìn có uy, ánh mắt Steven Jobs là nhìn có uy. Yeah. Rồi. Giọng nói lớn vang mạnh, giọng nói là đây, cái miệng. Các bạn để ý cái người mà nghị lực hơn người thì giọng nói của họ thường là nó có lực, khí lực nó mạnh. Rồi. Động tác dứt khoát và tĩnh lặng trước buồn vui. Động tác dứt khoát tức là đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta thấy họ có cái nét dứt khoát trong đấy. Tĩnh lặng trước buồn vui là người này phải rèn luyện. Có hai loại nghị lực, một loại nghị lực giống như tướng võ và một loại nghị lực do tu luyện mà có. Các bạn để ý các vị thiền sư là nghị lực hơn người không? Ví dụ như là các bạn nhớ là sư Thích Quảng Đức thiêu sống, ngồi giữa đường thiêu sống, tự đổ xăng và tự đốt mình. Có mấy ai nghị lực đến mức độ tự đốt mình được? Thì cái nghị lực này do tu tập mà có. Tâm của họ phải tâm bất biến, dòng đời vạn biến, họ mới đốt được. Nên cái người mà nào mà họ nhìn cuộc đời trôi qua mà họ tĩnh lặng được, đụng sự việc, sự cố ở ngoài đời mà vẫn bình tĩnh như không được là loại hạng hiếm. Còn hầu hết chúng ta chỉ là người ánh mắt sáng, nhìn có uy lực để chúng ta vượt qua sự vật bằng uy lực của mình thôi, chứ không phải bằng sự tĩnh lặng của mình. Khác nhau rất là. Nên cái người nào mà có càng nhiều ý này này thì càng có nhiều nghị lực ở bên trong. Yeah. Rồi chúng ta đo cái 7 và cái 8 là chúng ta hỏi thêm thôi. Hỏi thêm về hành vi và thái độ của họ. Kiểm tra hành vi thái độ này. Thấy họ thường xuyên thích làm hoặc chơi những việc gì mang tính thách thức, mạo hiểm, hoặc là họ đã từng vượt qua nhiều cái khó khăn thời trẻ. Thì đây chính là hành vi và thái độ sống của họ. Hành vi này là hành vi trong quá khứ, còn đây là chính là thái độ của họ. Họ đón nhận khó khăn kiểu gì? Họ háo hức một cái thứ mạo hiểm hoàn toàn khác của cái người đặt vấn đề bảo hiểm lên là ánh mắt nó sợ hãi. Bạn đi chung à? Lòng tham. Lòng tham là một loại động lực rất đặc biệt mà hầu hết ở ngoài đời người ta nhầm. Hầu hết ở ngoài đời người ta nhầm nha. Người ta nhầm giữa lòng tham với cả động lực sống. Động lực sống bản chất nó không cần lòng tham đâu, mà nó cần nghị lực này. Cái này nó cần hơn này. Nhưng vì chúng ta nhầm lẫn nên chúng ta cứ nghĩ đây là động lực. Cái này là động lực đến từ bên ngoài. Các bạn đi làm, các bạn chờ sếp động viên thì các bạn mới vui, thì đấy là động lực bên trong hay bên ngoài? Bên ngoài. Các bạn chờ tăng lương thì các bạn mới làm nhiệt tình, là bên trong hay bên ngoài? Cũng bên ngoài. Một ngày đẹp trời sếp giảm lương thì gì xảy ra? Tự nhiên mất hết động lực. Một ngày đẹp trời sếp không khen mình nữa, sếp gọi vào phòng sếp chửi cho mấy câu, tự nhiên điều gì xảy ra, mất hết động lực. Vậy cái động lực đó là đến từ bên ngoài, bản chất đến từ lòng tham thôi. Chúng ta tham được một lời khen, chúng ta tham được đồng lương cao. Nha. Nhìn lòng tham là chúng ta nhìn vô cái gò má cái đầu tiên. Sau đó chúng ta đối chiếu vào mắt, miệng. Lòng tham nhìn vào gò má nó lớn hoặc là nó gầy, nó trơ xương. Ánh mắt, đặc thù của người ánh mắt mà có lòng tham là gì? Là các bạn đặt một cái mồi nhử phía đằng trước mặt họ thì ánh mắt của họ bị hút vào. Người nào thích tiền, các bạn mồi nhử vào một hợp đồng kiếm nhiều tiền là mắt họ sáng rực lên. Người nào mà thích tình, một cô gái đi ngang
đẹp đẹp ăn mặc hở hang, mắt nó bắt đầu hấp hay hết đấy. Tự nhiên công việc nó bỏ bê, nó nhìn theo hết. Các bạn để ý rất rõ ở bãi biển, 4-5 anh đang ngồi cởi trần mặc quần đùi lấy mấy chai bia ra nhậu, tự nhiên có một cô ăn mặc bikini đi ngang, thế là 4-5 anh thò mặt nhìn theo thì ánh mắt anh nào cũng bị hút vào cô ta hết. Thì các bạn là người học nhân tướng rồi, nhìn cô ta một cái là dừng lại liền, xoay sang nhìn 5 thằng còn lại liền, xem thằng nào bị hút nhiều nhất là thằng nó đang tham dục, tham tình, tham ái. Mình nhìn nó sẽ nhận ra một điều là có những người ánh mắt bị hút vào cô ta xong rồi nuốt nước bọt ngực một cái, xong bắt đầu co giò lên đuổi theo để tao xin số điện thoại. Còn có những người thì ánh mắt nhìn theo xong buông lời chọc ghẹo. Vậy ánh mắt chính là ý nghiệp, buông lời chọc ghẹo chính là khẩu nghiệp, co giò đuổi theo xin số điện thoại chính là thân nghiệp. Đầu tiên nó từ ý nghiệp mà nó chạy ra. Cái cách chúng ta quản lý là phải quản lý từ ý nghiệp, chứ chúng ta không thể quản lý từ khẩu nghiệp hay thân nghiệp được. Khẩu nghiệp, thân nghiệp nó chỉ là kết quả thôi. Nhưng chúng ta quan sát thì chúng ta phải quan sát qua ánh mắt, qua lời nói và qua hành vi. Người nào mà bị dính cả ba cái là người đó năng lực rèn luyện kém, nội lực kém, bị ngoại cảnh nó hút đi mất. Những người đó mà lên làm quan thì không sớm thì muộn cũng thành quan tham. Quan gáy hút quan tham. Nên theo các bạn, Từ Hải là quan tham hay là quan thanh liêm? Từ Hải quan tham. Tham Thuy Kiều làm quan mà hay đi chơi lầu xanh, quan nó quá bậy bạ. Thế mà ông Nguyễn Du cũng khen được Từ Hải rất kỳ lạ. Ông Nguyễn Du chưa học nhân tướng. Lưỡng quyền gò má lớn cao, gò má nhô cao chưa xương nha. Ánh mắt bị hút vào sắc và tiền, giọng nói bị hút vào sắc và tiền đó. Một cái người mà đi ngang ấy, các bạn nhìn theo, thường cái người mà bị hút vào sắc và tiền là thường nó sẽ mặt nó sẽ đờ ra mất khoảng vài phút, còn đứa nào mà nhanh ấy, thì mất vài giây là nó chấn tích lại liền, là đứa nó ngọt tích tắc 1-2 thì nó biến mất liền. Ánh mắt tự nhiên nó tinh anh trở lại liền, là nó ngọt. Còn cái thằng nào mà chỉ tích tắc thì biến mất liền là nó tu tập tốt, tức là chỉ một thoáng rất nhẹ. Một người đi ngang họ nhìn một cái xong họ hút về bình thường là hàng hiếm. Còn hầu hết tôi để ý các bạn là thông thường là bị hút vào luôn, đờ luôn mấy phút, xong rồi nói chuyện tự nhiên nó lạc lên đề đi đâu là biết ngay là nó bị hút vào cái đối tượng. Phụ nữ họ bị một cái quan điểm nhầm lẫn là họ nghĩ là họ hút được người khác phái, tức là họ là cái người người tạo được nhiều cảm xúc cho người khác phái, là người có duyên. No, cái đó là người có số đào hoa. Một người phụ nhân đi ngang thì những người khác nhìn theo thấy đẹp nhưng mà không có bị đỡ, vì người phụ nhân họ có uy lực riêng ở bên trong, thấy đẹp mà cái tâm khởi sinh muốn chiếm đoạt không có. Còn một người làm thiếp đi ngang thì lập tức cái tâm khởi sinh chiếm đoạt của mình khởi sinh lên, mong muốn được chiếm đoạt cái người đó, thì cái này nó sinh ra là số đào hoa, số làm thiếp nha. Hay so bì, hay đố kỵ và hay ghen ăn tức ở. Ánh mắt lộ dữ, giọng nói đay nghiến thì càng dễ khắc phu và sát phu. Ánh mắt của các bạn mà gò má lớn mà ánh mắt dữ thì có phải là cái tợn này này, cái tâm dữ tợn này trộn với lòng tham thì nó đi về đâu? Tức là bất chấp thủ đoạn để chiếm đoạt. Nếu quay hàm bạch thì ngang ngạnh. Người quay hàm bạch là người mạnh mẽ nhưng ngang ngạnh. Vậy là họ tham một cách ngang ngạnh, một cách bất chấp, một cách ngang ngạnh, ngang bướng. Lúc nào chúng ta bổ sung vào.